Alo, ông Nguyễn Trân Trọng kính chào các bạn. Và chúng ta nhanh chóng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 2020. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin nguyện cầu trời Phật, đấng tối cao, hồn thiên sông núi, và những bậc anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, sớm hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt, chúng ta đồng kính chúc sức khỏe đến Tổng thống và phu nhân Đàm Minh Quân, với tất cả quý đồng nghiệp của Ngài và người Việt toàn cầu, cũng như những người trên thế giới luôn. Ai cũng được bề trên cho một sự mầu nhiệm để thoát qua cái cơn đại dịch này. Mô Phật. Như các bạn cũng biết rồi, Chính phủ của chúng ta đã có từ ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và trước khi thành lập Chính phủ, thì Tổng thống Đàm Minh Quân lúc đó chưa có thủ tướng, chưa là thủ tướng mà cũng chưa là tổng thống. Mà Ngài và những người yêu nước đã lật mặt được cái tên của Hồ Chí Minh là không phải ông Nguyễn Ái Quốc. Tức là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đầy lộ mặt tẩy ra là cái người không phải là người Việt Nam. Từ năm 1989 và 1990 thì UNESCO người ta tuyên bố là không có vinh danh cái tên Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Nếu nói về một cuộc chiến đó, khi mà chúng ta hạ được cái tên đầu sỏ bên kia rồi đó, là coi như cái đám bên đó là coi như là nó thất trận, nó không có người cầm đầu nữa rồi. Nhưng mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta nó lại là cánh tay nối dài của Tàu Cộng. Vì vậy cho nên khi mà cái tên Hồ Chí Minh này nó rụng rồi đó, nó vẫn còn được cái sự mà lèo lái của Cộng sản Tàu Cộng. Cho nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó mới kéo dài tới giờ này, nó mới còn tồn tại đến bây giờ. Mặc dù nó không có một cái danh chính ngôn thuận gì trên đất nước mình Việt Nam của chúng ta hết. Vì vậy chúng ta cũng thấy rằng trong cái đám Cộng sản Việt Nam bây giờ, hơn 4 triệu Cộng sản Việt Nam ở trong nước, không có một cái tên nào dám đứng ra thay thế cái tên Hồ Chí Minh để mà đối diện với Tổng thống Đàm Minh Quân kính yêu của chúng ta hết. Những cái tên đầu sỏ của Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám ra mặt chống đối Tổng thống Đàm Minh Quân, mà chỉ bỏ tiền ra mướn những cái tên dư luận viên nó bậy nó bạ, chứ không có dám mà một mà ngang mặt ra mà nói chuyện với tổng thống của chúng ta. Và người dân trong nước á cũng không thấy được cái điều này luôn, không thấy là mình đang sống trong một cái đất nước mà không có cái người bảo vệ cho mình, không có cái người mà đại diện cho mình. Rất may là những người ra đi người ta còn cố gắng để mà người ta bị bệnh đó, người ta lo cho người dân. Tổng thống Donald Trump bỏ yêu cầu mấy 2.000 tỷ luôn, đặng chi đủ các thứ cho người dân. Và nước Pháp cũng vậy, người ta cũng, người dân không phải tốn tiền mướn nhà, không phải đóng tiền điện, mà người ta còn được trợ cấp thực phẩm các thứ, tiền bạc để mà sống trong cái thời gian mà cái cơn bệnh dịch này. Và người dân không có ai bị bắt bớ gì hết, người ta chỉ có là ở trong nhà người ta, và người ta đợi mà khi nào mà hết dịch thì thôi. Còn người nào bệnh thì bị cách ly một thời gian ngắn rồi xong rồi, nếu mà không có bệnh thì đi về, còn nếu mà bệnh thì ở lại chữa trị, hoặc là có thể là bị chết chẳng hạn. Nhưng nó không có một cái tình hình giống như đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Thậm chí là nó còn có một cái thông tin là nếu mà người nào bệnh mà thấy bệnh nặng quá đó
thì họ còn định là thiêu luôn nữa, thì cái thông tin đó đã bị rút lại rồi. Nhưng mà khi người ta quyết định như vậy đó, mà nếu mà cái thông tin đó mà nó đưa ra mà không có lộ ra đó, thì làm sao mà có người phản đối để mà họ rút lại, các bạn thấy không? Các bạn phải thấy rằng chính vì chúng ta có cái sức mạnh từ Tổng thống Đồng Minh Quân, từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đưa đến tận tay người dân rồi, là chỉ có trưng cầu dân ý mà thôi, mà không có người dân nào quan tâm ngoại trừ những người đã trưng cầu dân ý. Các bạn không thấy là cái sự mà không quan tâm của mình, không thấy được cái giá trị của cách trưng cầu dân ý để chúng ta có ngay một đại tam cộng hòa trên quê hương liền. Nếu mà toàn dân hiệp lực thì khải hoàn khao. Tổng thống đã chờ đợi chúng ta và cái câu đó đã có từ 30 năm rồi, chứ không phải mới đây. Và ngài đã chuẩn bị toàn bộ hết các thứ. Chuẩn bị ngày gặp Tổng thống Trump, chuẩn bị cho người dân trưng cầu dân ý được đủ lượng phiếu đặng đến Liên Hiệp Quốc. Rồi ngài cũng mong sao cho cả nước ai cũng được sung sướng hạnh phúc hết, không còn cộng sản. Thì mỗi người dân trưng cầu dân ý là không có còn cộng sản. Mình trưng cầu dân ý tức là mình đã không chấp nhận cộng sản rồi. Mình cái tên là Mặt Mao Hồ tức là mình đã không có chấp nhận cái tên của Hồ này, và mình không có để cho Tàu Cộng nó lường gạt mình nữa rồi, thì làm gì mình còn cộng sản nữa. Cho nên nếu mình không có trưng cầu dân ý, mình không có tên là Mặt Mao Hồ đó, là mình vẫn không hiểu được cái sự dối trá của cộng sản và cái sự nguy hiểm của mình nếu mà mình không trưng cầu dân ý. Chưa tính nó còn có vấn đề chiến tranh nó đến nữa. Các bạn thấy mới có mấy tháng nay thôi, nếu mà mình trưng cầu dân ý hết đó, thì là tổng thống về rồi, thì làm gì có cái nạn mà cửa biên giới nó mở tan hoang để cho tàu nó qua như vậy và bệnh nó qua đất nước mình nhiều như vậy. Tại vì đó chỉ có Tổng thống Định Quân mới có cái liều thuốc tứ đoạn giao, là gì, gừng nè, nghệ nè, sả nè, tỏi nè, là bốn thứ. Bốn thứ chúng ta xay nhuyễn để riêng ra. Và mỗi một buổi sáng đó mình chỉ cần lấy mỗi thứ một muỗng, mình pha với lại nước hẻm ấm với đường hoặc là với lại mật ong. Vậy mình uống mỗi ngày như vậy đó là không bao giờ chúng ta bị cảm nữa, không bị cảm. Và cái con virus này nó cũng không có nhập vô được. Còn nếu mà mình có cái triệu chứng bệnh rồi đó, thì mình uống một ngày 2 lần, thì cũng trong vòng 2 tuần là hết. Chứ còn bây giờ ở trên thế giới người ta đâu có tin mấy cái thuốc nam này của mình. Thì các bạn thấy rõ rồi, gừng nó cũng nóng, tỏi nó cũng nóng, thì nghệ với sả đó, hai thứ đó nó hòa vô hai cái món kia cho nó giảm cái độ nóng và nó không có sinh ra những cái nhiệt sau này. Mà tổng thống mình có cái toa thuốc đó chứ không ai có hết, cho nên cũng đã chia sẻ với trong chính phủ, rồi chính phủ mới đưa ra ngoài. Và bên truyền thông công lý cũng có, bên tiếng nói quốc nội cũng có đưa ra. Thì các bạn cứ chịu khó làm giống y như vậy, mình xay nhuyễn nó ra, có thể mình rang sơ rằng mình để dành cũng được. Rồi mỗi buổi sáng mình lấy một muỗng muối, ai quên, nửa muỗng muối, nửa muỗng muối pha chung với lại mỗi thứ một muỗng đó, một muỗng gừng, một muỗng sả, một muỗng nghệ, một muỗng tỏi, bốn thứ đó với muối mình pha lại, rồi mình quậy với lại nước nóng với đường mình bỏ vô, là các bạn uống mỗi ngày sáng như vậy đó, là các bạn ngăn ngừa được cái con vi trùng virus này nó không có nhập cho người mình được. Giống như người mình nó có một cái sức đề kháng
thì nó không có nhập vô được. Thường chúng ta bị cảm á là trong cái người lúc người mình nó hơi mỏi mệt đó là nó mới bị cảm, còn lúc mà người mình khỏe mạnh thì nó đâu có bị cảm. Nhưng cái con virus này thì nó độc, nó nhập vô trong phổi mình rồi nó làm cho mình mau chết trong vòng 2 tuần. Mà nếu mà mình không có cái sức đề kháng mà mạnh hơn nó đó, mà mình thua nó là mình phải như là mình không có thoát được. Vậy cho nên các bạn nên dùng cái toa thuốc mà tổng thống đã cho chúng ta đó, là tứ đoạn giao, là xả nè, gừng nè, nghệ nè, tỏi nè, 4 thứ. Chúng ta xay để riêng ra, mỗi thứ để riêng ra chứ không để chung. Rồi xong rồi mình mỗi buổi sáng đó, mình lấy mỗi thứ 1 muỗng với lại nửa muỗng muối, mình quậy vô chung với lại nước nóng, với nước nóng có đường hay là có mật ong tùy ý. Đó, rồi là các bạn chịu khó uống. Nó giống như là mình uống thuốc vậy đó, thì nó hơi khó uống một tí. Nhưng mà đặc biệt tại vì nó có cái nghệ đó, là phải nước ấm ấm nó mới tan, chứ nếu mà nước nguội là nó không tan nha. Nếu các bạn uống mà nước mà nó không ấm ấm, nó không có đủ nóng đó, là cái phần nghệ đó nó dính vô trong cổ mình, nó không có tan đâu. Thì bây giờ chúng ta nên dùng cái bài thuốc này của tổng thống để mà chúng ta cầm cự đến khi tổng thống về. Tổng thống còn đương lo là năm tới là chúng ta không có gạo ăn nữa đó. Tổng thống thấy là cái nạn đói nó nguy hiểm sắp tới nữa, bởi vì cho nên bằng mọi giá phải về. Nhưng mà người dân cũng phải chuẩn bị, cũng phải sẵn sàng làm việc với tổng thống. Nếu các bạn trưng cầu dân ý rồi và cái bên cái tay này mặt mơ hồ rồi đó, thì tổng thống khỏe lắm. Tổng thống không có phải mà sửa đổi giáo dục lại cho những người mà chưa có hiểu. Và chúng ta cố gắng làm như thế để cho tổng thống có một cái sự phấn khởi, là ít ra mình tìm ra cái biện pháp này cho người dân trưng cầu dân ý nó dễ như vậy đó, người ta cũng làm được, người ta cũng đóng góp được. Còn như nó tổng thống và những người mà tổng thống cố này nó quý đến mức độ thế giới giới đó hết, làm có khác giá hết mà người dân vẫn cứ chưa có làm được, thì hỏi chứ người dân làm cái gì. Nhưng mà các bạn tính đi, các bạn sợ cái gì, các bạn sợ cái gì? Nếu mà cộng sản á, là nó mà hay á, là nó đã phá hoại cái chính phủ của chúng ta từ đó đến giờ rồi. Mà ngay cả Tàu Cộng cũng vậy, mà ngay cả Nga cũng vậy, ngay cả Bắc Triều Tiên cũng vậy, cái khối cộng sản của họ đó, họ chỉ mong mà tiêu diệt cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này để mà họ lấy cái đất nước Việt Nam chúng ta một cách dễ dàng. Họ chỉ mong có vậy thôi. Và bây giờ thì họ không thấy không có nuốt được dễ rồi, thì mới bày ra cái còi dụ mà vi trùng này, cái con virus này. Đại tại vì người Tàu nó đông dân hơn tất cả các nước khác, cho nên khi mà nó làm ra bệnh thì đương nhiên người dân nó cũng phải có bệnh. Nhưng mà nó đo lường được là cho dù mà người dân nó có bị chết chăng nữa, thì cái lượng người dân sau cùng của nó đó vẫn còn nhiều hơn những người dân trên các nước ở thế giới cộng lại. Người Tàu họ bằng mọi giá để mà muốn làm bá chủ thế giới. Họ cũng không có cần biết gì hết. Không phải những người cộng sản đầu sỏ này họ cố tình giết người dân họ đâu, mà chính những người dân của họ đó chấp nhận như vậy để mà có một cái sự thắng lợi cho dân tộc của họ. Tại vì mấy năm trước đó, thì những cô mà đi qua đây du học người Tàu á đã nói cho Ngọc Nguyễn nghe rồi,
Nó nói là nó đã chuẩn bị một cái trận chiến thứ ba này, một cuộc thế chiến thứ ba này rồi. Và nó cũng nói là nếu mà có chết hết đi thì cái dân tộc nó cũng còn nhiều. Và nó cũng vẫn làm bá chủ. Nói tới như vậy nữa đó. Chứ không phải là chỉ có những người cộng sản này không đâu. Cho nên chúng ta phải biết được là cái âm mưu của họ nó ghê gớm lắm. Cái lòng tham của họ đó nó ghê gớm lắm. Và chính vì cái lòng tham của họ như vậy đó thì thế giới người ta mới thấy được. Chứ còn bên cái thế giới tư bản đó, người ta tốt dữ lắm, người ta không có nghĩ xấu cho ai hết trơn á. Vì người ta cũng không có tưởng tượng được cái sự man rợ của Tàu Cộng tới mức độ như vậy, nó không có tưởng tượng được. Và bây giờ thì Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm những điều giống như bên Tàu Cộng. Cho nên cái vấn đề mà cái con virus này rất là nguy hiểm. Tại vì nó lợi dụng cái con virus này. Ví dụ bây giờ nó bắt mình, nó biểu mình đi vô khám. Mình không bệnh, nó nói như mình bệnh, mình cũng đâu có biết được đâu, thấy không? Đây là một cái cơ hội cho Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng á, nó dễ bắt những cái người nào mà nó không có bằng lòng, không có đồng chính chính kiến với nó, là nó dễ bắt người ta lắm và nó dễ thủ tiêu người ta lắm. Cho nên người trong nước á, là phải đừng có đi ra đường, mà ở trong nhà đi. Bây giờ mình ở trong nhà thì mình ăn uống cực khổ một chút, mình không có làm việc thì mình ngủ, rồi mình uống nước thì mình ăn ít thôi, mình để dành. Bây giờ đúng lúc nó khổ, mà cái khổ này đó mình không biết mình chết lúc nào nữa, các bạn thấy không? Không biết nó đến lúc nào hết. Cho nên là chỉ có một cái cách duy nhất là trưng cầu dân ý, thì bà con làm ơn làm giùm. Bà con phải biết là chúng ta tắt cái nồi bếp đi. Bạn thấy ngoài cái trưng cầu dân ý này ra, chúng ta đâu có còn cái cách nào để mà cứu nước nữa tương đâu. Mà tổng thống đã cố gắng tìm cái cách này là dễ nhất để cho mình, là mình có cái quyền mình đưa cái ý kiến của mình, mà trong các nước cộng sản đó không có ai người ta có cơ hội như vậy hết. Xong rồi bây giờ chúng ta có được pháp Việt Nam Cộng Hòa nữa, là một sự bảo vệ cho người dân. Khi mà tổng thống ban hành cái hiến pháp ra rồi đó, thì nếu mà người nào á mà đụng đến cái hiến pháp, đụng đến cái luật pháp này đó, mạng hết người dân đó, thì khi tổng thống về, tổng thống sẽ xử họ được bằng cái luật pháp của Việt Nam mình trong cái hiến pháp của Đại Tam Cộng Hòa. Các bạn thấy tổng thống chưa có về mà tổng thống lo như vậy đó. Người dân công khai trưng cầu dân ý mà cộng sản nó không làm gì được hết. Và người dân có quyền cầm cái cuốn hiến pháp của mình ra nói đây nè, luật này nè, luật cái này ở đây đây này đây nè, ha, anh không có được quyền đụng chạm. Tại vì tổng thống cũng có ra thông cáo lần thứ hai rồi, nếu mà những người cộng sản mà cố gắng mà làm hại người dân đó thì khi tổng thống về là không có tha, không có tha. Và những người cộng sản phải biết được là mình là người Việt Nam. Mình phải biết nhục là mình đã tôn thờ một cái tên ngoại lai, một cái tên Tàu Cộng. Mà tại sao mình phải tôn thờ như vậy, thấy không? Có một cái đất nước nào trên thế giới này người ta làm chuyện đó hay không? Rồi xong rồi bây giờ nước mình thì không lo, mà đi đem tiền qua công khai chứ không phải là lén đưa nữa, công khai tuyên bố là giúp cho nước Tàu hình như tới 500 triệu hay sao hả? Nguyễn quên số mấy rồi, nó nhớ là 500, không, 500 ngàn chứ, 500 ngàn, 500 ngàn đô la. Rồi trở ngược lại thì lại đi xin bên các nước khác. Các bạn thấy cái người Cộng sản Việt Nam chúng ta giống như là gọi đúng là khôn nhà dạy chợ đó.
Chuyện nhà mình không lo mà lo chuyện thiên hạ. Mà hồi đó đó thì là còn giấu được. Còn bây giờ là người ta ai cũng biết cái tên Hồ Chí Minh này, nó là Tàu Cộng rồi. Mà bây giờ nếu mình sợ nó quá đó thì mình cũng phải trưng cầu dân ý, với mình ký tên là mặt mơ hồ đi, cho mà Đại Tam Cộng Hòa người ta mau về. Vì mình đừng có làm khó người dân, cho người ta người ta làm. Cái chuyện mà mỗi người dân làm có 5 phút là mình hòa bình, là mình cũng thoát nợ với Tàu, mình cũng thoát nợ các ngân hàng các thứ. Rồi mình sống bình yên trên quê hương của mình. Các bạn thấy tương lai của đất nước Việt Nam khi mà không còn cộng sản không? Tiền múc dầu lên là lo cho dân. Tiền mà kiện của Cộng sản Việt Nam 601 tỷ là mình có tiền mình xây dựng đất nước. Rồi mình có 50 cái công ty của Mỹ, người ta đến người ta đầu tư, chưa tính những cái chương trình khác nữa. Rồi mình được Liên Hiệp Quốc người ta cho mình tiền xây dựng những cái cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, nhà cửa cho mấy người nghèo không có nhà. Rồi có nước sạch, có rau sạch cho mình ăn đỡ. Rồi bắt đầu có phân bón sạch cho mình nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò, trồng này trồng kia. Thì các bạn thấy chúng ta có đúng là có một cái tương lai thật sự chứ không phải là một giấc mơ. Mà người dân phải đóng góp, tại vì cái tự do nó không có miễn phí. Và người dân phải đóng góp thì mình mới hết cộng sản. Người nào mà chưa có trưng cầu dân ý á, là người đó vẫn còn có cái tư tưởng cộng sản, hoặc là không có hiểu về cái cách trưng cầu dân ý này nó giá trị như thế nào. Thì những người mà không có hiểu á thì sau này sẽ được học, sẽ được giải thích và nó mất công. Trong khi chúng ta chỉ cần biết là bây giờ Tàu Cộng nó to lớn như vậy đó mà nó còn không có chịu nổi trước thế giới nữa. Cái bây giờ đâu có ai nhịn Tàu nữa đâu. Người ta còn thấy tội nghiệp mấy người dân ở trong nước Tàu. Người ta không có muốn mà hơn thua. Người ta muốn dùng cái thời gian và cái nền kinh tế để cho người Tàu người ta thay đổi. Khi mà người ta nghĩ rằng khi mà phú quý thì sinh lễ nghĩa. Khi mà họ giàu rồi tự nhiên họ thay đổi. Chứ đâu có biết được cái lòng tham của người Tàu nó có tới mức độ quá độ như vậy. Mà nó ác độc tới như vậy. Từ cái lòng tham mà họ trở nên những con quỷ luôn, chứ không phải là những con ma nữa, những con quỷ luôn. Nó chỉ muốn hút hút máu người thôi. Rồi bây giờ thì không có còn một ai mà binh vực cho nước Tàu nữa hết. Ngay cả cái nước Bắc Triều Tiên người ta cũng không có ủng hộ luôn. Cái nước Bắc Triều Tiên là cái nước được Tàu nó tài trợ nhiều nhất luôn. Mà bây giờ nó cũng thấy là bây giờ muốn chiếm nước nó thì làm sao mà nó nhịn được. Thấy không? Tự nhiên hai bên là bạn với nhau mà tự nhiên đi chiếm biên giới của người ta. Chiếm biên giới của người ta rồi nếu mà người ta làm thinh cái từ từ lấn vô. Giống như nước Việt Nam vậy đó. Chứ Việt Nam từ từ lấn vô rồi bây giờ là nắm hết toàn bộ Việt Nam rồi. Cho nên người cộng sản trong nước và người quan trong nước đâu có còn cái cơ hội nào. Mấy cái thằng lớn là Tàu hết rồi, nó nắm đầu hết rồi, đâu có cơ hội nào. Và cũng đâu có anh hùng gì mà dám mà chống cự lại đâu. Cứ gục đầu xuống mà chịu nhục thôi. Rồi cho để cho người dân phải chịu. Rồi để cho cái đất nước này sẽ bị tan hoang. Không có người nào dám can đảm như những người anh hùng của đại Việt Cộng Hòa hết. Cho nên chúng ta phải đến với những người của đại Việt Cộng Hòa thì chúng ta mới lấy lại được cái sự can đảm và cái sự anh hùng của dân tộc Việt Nam mà thôi. Các bạn phải thấy là những người người ta ra đi với hai bàn tay trắng, người ta vượt biên vượt biển, người ta mới đến được bến bờ tự do. Nếu mà không chết, nhiều chiếc ghe họ đi họ bị chìm chết hết luôn đó. Kế nhà mình là nguyên một cái nhà chết hết luôn. Mà người ta vẫn đi, những người mà ta đi vượt biên là ta chấp nhận cái chết rồi. Tại vì người ta thấy được, chẳng thà người ta chết ngoài bờ, ngoài biển, chết đói, chết khát.
nó vẫn còn sướng hơn là trong các trại tù của cộng sản. Người ta biết được cái chuyện đó cho nên người ta đi là người ta chấp nhận rồi, người ta chấp nhận bước qua cái chết để đến cái sống rồi. Và hai bàn tay trắng người ta phải lo cái thân người ta trên đất khách, người ta phải lo gửi tiền về Việt Nam, giống như Ngọc Nguyễn này cũng phải lo gửi tiền về Việt Nam. Mà chúng ta vẫn tìm cho được một đấng minh quân để mà cùng nhau tìm ra một cái cơ hội nào đó để mà kêu gọi người dân ở trong nước đóng góp bằng cái cách trưng cầu dân ý này. Các bạn thấy các bạn ở trong nước là các bạn không có cơ hội nào mà làm khác ngoài cái cách trưng cầu dân ý này hết. Vì cái trưng cầu dân ý này là cộng sản nó không có biết. Mình làm rồi xong mà trong cái lúc mình làm cái máy mình nó không có hoạt động. Và khi mà mình làm xong rồi thì nó tự động nó tắt rồi là bắt đầu mình mới mở ra cái chương trình khác. Cho nên cộng sản nó không có phá hoại được, mặc dù nó đã cố tình, cố công nó phá rất là nhiều lần nhưng mà nó phá không được. Thì người dân phải yên tâm mà trưng cầu dân ý. Tại vì các bạn không làm thì các bạn cũng chết. Bây giờ các bạn thấy là cái con virus này nó đến với mọi người bất cứ lúc nào không có biết. Thì bây giờ chúng ta phải tận lực đi. Chúng ta phải tận lực để mà hy vọng mình sẽ có cái ngày trở về của Đại Tam Cộng Hòa nó nhanh hơn. Tại vì chỉ có Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đồng Quân trở về thì chúng ta mới nắm lại chủ quyền. Chúng ta mới đụng được những cái đống tiền mà mình đã đông lạnh cộng sản. Chúng ta mới lật đổ được cộng sản và đưa cho người dân một cái xã hội tư bản hạnh phúc trên chính quê hương của mình. Cho nên nói là khi mà mình trưng cầu dân ý giống như là mình vượt biên tại chỗ vậy đó. Các bạn có biết không? Và các bạn cũng nên biết được cái hiến pháp. Các bạn cũng nên biết thập bát thức là những cái điều mà tổng thống nó thành công nhờ những cái điều mà tổng thống làm giống như trong thập bát thức đó. Thì khi mà tổng thống trở về, tổng thống cũng muốn là người dân chúng ta cũng phải học lại những cái điều đó để chúng ta mới biết được bằng cách nào để giữ gìn quê hương. Ông bà mình nói rồi, đạo mất trước thì nước mất sau. Mà chúng ta đã mất cái nền đạo lý của dân tộc Việt Nam chỉ có hơn 45 năm của miền Nam mà thôi, và gần 80 năm của miền Bắc. Cộng sản nó đã biến đổi toàn bộ người dân Việt Nam chúng ta, để cho bây giờ chỉ có cái cách trưng cầu này nó dễ tới như vậy cũng không làm được, cũng vẫn còn sợ. Mà bây giờ cái nạn virus này nó tới như vậy đó mà cũng vẫn còn sợ, vẫn còn không chịu trưng cầu dân ý. Bây giờ thôi, những cái chuyện trước nó còn nói nó xa xôi, còn bây giờ cái nạn virus này là nó tới trước mắt luôn, nó tới người mỗi nhà. Và chúng ta không biết sống chết lúc nào hết. Thì các bạn hãy bước qua cái sự sợ hãi đó đi, để mà cố gắng trưng cầu dân ý, để mà mình mới hy vọng là mình không có bị mất nước, thấy không? Nếu mà có Đại Tam Cộng Hòa trở về là coi như là chúng ta không bao giờ sợ mất nước nữa hết trơn. Cho dù sau cái cơn bệnh này mình có bị chết, mình còn lại bao nhiêu thì mình vẫn còn phục quốc được, vẫn còn xây dựng đất nước lại được. Còn nếu mình không trưng cầu dân ý đó thì là mình mất tiêu luôn cái đất nước của mình, mình diệt luôn cái chủng tộc của mình. Các bạn có thấy chuyện đó không? Thôi bây giờ mình đọc cái bài thập bát thức cho các bạn nghe, là nhờ những cái điều này mà tổng thống mới kiên trì mà tranh đấu cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì có những cái điều này đó thì chúng ta mới là những con người chân chính. Vậy cho nên cái 18 điều suy niệm này đó, nó cũng giống như là một chiếc chìa khóa để giúp cho mỗi người Việt Nam chúng ta thấy được cái sự chân chính, làm những điều chân chính và không làm những điều sai quấy, để chúng ta mới có một cái sức mạnh để mà bảo vệ cái bản thân mình, bảo vệ cái tương lai con cái mình và quê hương nội giống của mình. Mình xin đọc 18 điều suy niệm thập bát thức.
Số 1, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Các bạn thấy không, nụ cười bằng 10 lần 10 thang thuốc bổ. Mà không có tốn kém gì hết. Vậy chỉ cần các bạn cười với nhau thôi đó là hòa bình liền luôn. Các bạn cười với nhau, các bạn thương yêu nhau là coi như là mình không có bị chia rẽ, mình không có thù hằn nhau. Thì là tàu cộng nó tiêu liền chứ không, chưa có cần đánh nhau vậy đó. Còn trưng cầu dân ý là mình để mình cho tổng thống thấy được là mình đã biết cái tụi cộng sản rồi, mình đã biết cái tên Hồ Chí Minh rồi, để mà mình xác nhận cho tổng thống và Liên Hợp Quốc đã thấy, cho người ta mừng. Tại vì á, sau một thời gian mà bị nhồi sọ như vậy đó, mà chúng ta đã có hơn 5 triệu phiếu, bây giờ là 7 triệu rồi đó. 7 triệu người trong 90 triệu người đã hiên ngang trưng cầu dân ý để mà cùng với Tổng thống là Minh Quân lật đổ Cộng sản, đuổi Tàu về phương Bắc, cứu nguy quốc nội. Còn những người sau này mà trưng cầu dân ý đó là các bạn chọn cho mình một cái chỗ bình yên trong Đệ Tam Cộng Hòa, là một công dân của Đệ Tam Cộng Hòa, các bạn sẽ được bảo đảm, được săn sóc. Các bạn không phải thi quốc tịch gì hết. Còn nếu mà sau mà 30 tháng 4 2020 đó, không những mình phải thi, mình phải học nữa chứ mình mới thi được. Rồi mình phải bị phạt nữa. Vẫn phải thi, vẫn phải trưng cầu dân ý, vẫn phải cái tên là Mặt Mơ Hồ mà bị phạt 5 năm mới xin quốc tịch được. Thấy không? Chứ không phải mà nó như là bây giờ thì là tại vì tổng thống chưa có về thì mình có công là mình đóng góp cho tổng thống về. Còn nếu tổng thống về rồi là mình đâu còn công gì nữa đâu. Thì mình bị phạt luôn nữa. Tại vì cái đất nước của mình là mình còn không biết nữa, mình còn không lo nữa. Thì làm sao mà mình không bị rầy, các bạn thấy chuyện đó không? Mà đã vậy còn thông báo mỗi ngày. Ngọc Nguyễn thì ngày nào cũng lên nói hết. Còn các bạn con Ngọc Nguyễn thì cũng vậy, đôi ba ngày nói một lần, còn truyền thông công lý thì cũng một tuần một lần. Còn tiếng nói quốc nội thì gần như là mỗi ngày luôn. Mà người dân không nghe, không hiểu, không biết. Nếu mà ai cũng vậy hết thì thôi, làm sao mà chúng ta có cái ngày về của Đại Tam Cộng Hòa. Các bạn phải biết cái công sức của Tổng thống mấy chục năm nay. Và Ngài đã tìm ra những cái biện pháp, những cái chiến lược để mà cho người dân chúng ta trong Cộng sản không có cái cơ hội nào hết. Chỉ có cái cách trưng cầu dân ý này là duy nhất mà thôi, là Cộng sản nó không có biết được mà thôi. Và trong Cộng sản đó thì đương nhiên là nó rình rập đủ thứ rồi, mình làm gì nó cũng rình hết. Cho nên mấy hôm nay đó thì cũng có nghe nói là cũng có hai ba em gì đó đi phát hiến pháp Đệ Tam Cộng Hòa đó thì cũng bị nó bắt, hay là mình có bị bệnh gì không, nó giữ là cái đó mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình cũng gửi đến các bạn mà bị bắt mấy ngày nay đó, vì cái tội mà nó nói là nghe nói là nó bắt được hiến pháp chứ mình cũng không biết nữa, mình chỉ nghe nói lại thôi. Nhưng mà các bạn hãy anh hùng, hãy hãnh diện, là mình nếu mình có chết đó là mình chết vì đất nước của mình, vì quê hương của mình, vì sự tự do của dân tộc mình, thì không có cái chết nào mà danh dự hơn hết đó. Nhưng mà các bạn cũng không có chết là vì bây giờ cộng sản nó không có dám mà đánh đập hay là làm cái gì người trong nước nữa, là tại vì chúng ta đã có hiến pháp và tổng thống đã đưa ra hai cái thông cáo rồi. Thông cáo thứ nhất và thông cáo thứ hai là yêu cầu người Cộng sản Việt Nam không có được đàn áp người dân, đánh đập người dân. Mà nếu mà có bằng chứng á, thì sau này sẽ bị xử tội nặng lắm. Vì vậy cho nên sẵn cái dịp này mình cũng nói là khi mà bạn nào mà muốn đi phát hiến pháp cho người ta đó, chúng ta nên đi hai người, nhưng mà mình đi riêng ra. Mình đi cách xa xa ra vậy đó. Thì lỡ cái người nào mà bị đó, thì là mình mới chụp hình, mình lấy cái bằng chứng được. Đặng mình gửi về cho tổng thống là mới là
là có cái bằng chứng để mà mình can thiệp được. Còn như các bạn đi có một mình như hai cái em này mà bị bắt đó, mình nghĩ là họ đi một mình đó, thành ra khi mà nó bắt mình cái rồi mình đâu có kịp mà lấy điện thoại ra mình gọi cho ai đâu, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta đi làm cái chuyện nhà nước, cái chuyện xin phiếu hay là cái chuyện trưng cầu dân ý hay là cái chuyện mà phát hiến pháp gì đó, chúng ta nên đi hai người, nhưng mà một người đi xa xa, rủi các bạn có chuyện gì thì mình mới chụp hình được, mình lấy mình làm bằng chứng, các bạn thấy không? Đó, bây giờ bất cứ cái cuộc tranh đấu nào cũng vậy đó, nó cũng phải có sự hy sinh hết. Nhưng mà gần như cái cuộc tranh đấu của chính phủ quốc gia Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, là người dân ít có bị hy sinh nhất, ít lắm, và cũng không có đến nỗi mà bị thiệt mạng, là tại vì nó cũng giam giữ, nó nhốt vậy thôi. Xong rồi là khi mà tổng thống gần về rồi nè, thì những người này sẽ là được tổ quốc kia, các bạn con những người có công với đất nước đó. Cho nên chúng ta cẩn thận, nếu không mình đừng không có cần đi phát hiến pháp làm gì nữa. Là tại vì nếu mà bây giờ mà trên cái truyền thông quân lý nó cũng có, bên quốc nợ tiếng nói quốc nợ nó cũng có, và nhiều người trong chính phủ người ta cũng lên live stream, người ta cũng đọc hiến pháp cho người dân nghe đó, thì các bạn cũng nên mà bớt cái vấn đề mà đi giao đi cho hiến pháp người ta đi. Đặc biệt là bây giờ trong cái thời gian bệnh này đó là nguy hiểm lắm, mình đi ra ngoài đường nó nguy hiểm lắm, chúng ta nên ở trong nhà đi, đừng có đi ra đường là tốt nhất. Mình đi ra đường lỡ nó kiếm chuyện, nó bắt mình rồi nó đem nó nhốt mình rồi nó nói mình bệnh rồi cái nó giết mình, nó được quyền làm đủ thứ hết trơn, chúng ta không có cơ hội gì cả. Cho nên các bạn nên cẩn thận mà bảo vệ cái sức khỏe của mình, chứ không có cần phải mà lo ba cái hiến pháp rồi đi ra ngoài đường rồi nó nguy hiểm dữ lắm đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ có biết cầu nguyện cho những người mà chưa có trưng cầu dân ý đó, người ta hiểu mà người ta trưng cầu dân ý thôi. Chứ tổng thống cũng nói rồi, làm như là cái đất nước của mình đó, nó chịu một cái sự oan nghiệt nào đó, cho nên cứ mỗi lần mà chuẩn bị gặp tổng thống Donald Trump á là nó có chuyện này, nó có chuyện kia, lần nào cũng vậy hết á. Không có lần nào mà mình chuẩn bị gặp tổng thống Donald Trump mà nó bình yên hết trơn á. Bởi vì cho nên á, chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều cho cái đất nước của mình. Chứ còn tổng thống đã lo đủ hết trơn rồi, chuẩn bị bên kia là xong hết rồi, bên đây là chỉ cần người dân trưng cầu dân ý là xong. Mà trưng cầu dân ý thì dễ ợt luôn, ai là ở đâu làm cũng được hết trơn á, và ai cũng có điện thoại hết, đâu phải là một nhà nào cũng phải ít nhất là có một cái điện thoại. Mà chỉ có một cái là người dân không có biết cái thông tin của chính phủ, không có biết cái tên Hồ Chí Minh này không phải là người Tàu, mà người Cộng sản Việt Nam cố tình bưng bít, là tại vì họ là những cánh tay nối dài của Tàu Cộng, họ không có quyền hạn gì hết. Các bạn thấy những người Cộng sản Việt Nam họ không có quyền hạn gì hết, cho nên họ không có đủ tư cách để mà tìm ra một người đại diện cho họ thay cái tên Hồ Chí Minh. Cái tên Hồ Chí Minh nó chết rồi bao nhiêu năm rồi mà không có ai thay thế cho nó được hết trơn đó. Để mà nói cái bằng để mà trực diện với Tổng thống Đồng Quân này, các bạn thấy không? Nguyên một cái tập đoàn Cộng sản 4 triệu mấy người như vậy đó, mà không có một cái người nào dám đứng ra để mà nói chuyện với Tổng thống, hay là dám nói xấu Tổng thống, trừ cái tên Tô Lâm. Cái tên Tô Lâm nó nói tổng thống là khủng bố thì là nó cũng bị phạt hết mấy trăm ngàn đô la gì đó để mới được về nước. Tại vì khi mà cái tên Tô Lâm nó nói tổng thống Đặng Quân là khủng bố thì chính cái tòa đại sứ của Mỹ ở Hà Nội người ta đã lên đính chánh rồi, người ta đã nói chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là khủng bố rồi, người ta nói ngay trong nước luôn nữa chứ không phải người ta nói ở ngoài nước. Mà khổ cái là người dân mình không có nghe, mà người dân mình cũng không có chịu suy nghĩ. Một cái chính phủ mà 30 năm rồi mà không có ai mà tài trợ hết trơn hết đó, mà ta vẫn còn tồn tại đến bây giờ và vẫn song hành với người Mỹ, vẫn được người Mỹ mời đến thư viện Nixon để mà đọc cái chủ quyền,
tuyên bố cái chủ quyền Biển Đông của nước Việt Nam mình. Thì cái người mà đọc tuyên bố chủ quyền Biển Đông thì cái người đó là chủ quyền đất nước rồi còn gì. Cho nên khi mà Cộng sản Việt Nam họ ký cái chương trình dân sự mà xây dựng nhà cửa này kia là họ ký với lại Cộng sản Việt Nam, Liên Hiệp Quốc họ ký Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tại vì Cộng sản Việt Nam đâu phải là chủ quyền đất nước đâu mà Liên Hợp Quốc người ta giao tiền cho họ, người ta mới giao cho Tổng thống Đồng Minh Quân. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam nó không có giải ngân cái đống tiền này lấy đâu mà mình làm được, các bạn thấy không? Nhưng mà rồi khi mà Tổng thống về thì Tổng thống cũng làm thôi. Thì lúc đó chúng ta cũng có việc làm, tại vì Tổng thống chỉ mong làm sao có công việc làm cho người dân trong nước. Và cái tiền đó đó mình trả tiền công đó bằng cái tiền nước ngoài, bằng đô la chứ không phải bằng trả bằng tiền Việt Nam. Mỗi một người thợ hồ thôi cũng 1.000 đô một tháng, một người lính thường thôi cũng 1.000 đô một tháng trở lên, thì tùy theo cái khả năng của mình, cái mà công việc của mình thì mình được cái tiền nó cao thêm. Nếu mà người Cộng sản Việt Nam đó mà giải ngân cho chính phủ tiền ra đó thì là chúng ta đã chắc cũng xây gần xong hết như 1.000 mà 10 mấy ngàn căn nhà đó rồi. Rồi mình cũng có nước sạch uống rồi đó. Nếu mà Đại Tam Cộng Hòa mà làm việc ở trong đất nước mình theo cái chương trình dân sự đó thì bây giờ bà con đã có nước sạch uống rồi, bà con đã có rau sạch ăn rồi. Và chúng chừng bây giờ mình cũng có được mùa lúa rồi cũng không chừng nữa. Mà chúng ta cũng không bị hạn hán ở miền Tây như bây giờ. Tại vì khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có mặt trong quân Việt Nam á, mà làm cái chương trình dân sự là làm khắp nơi trên cả nước mình luôn mà. Thì không có cái bị mà đến nổi những cái chuyện mà nó khổ tới như vậy hết trơn. Cho nên Tổng thống còn đương sợ là mai mốt mình không có gạo ăn được nè. Tổng thống cũng biết là nó làm cho mình bị hạn hán này kia, nó làm cho mình không có nước ngọt, nó làm cho mình có nước mặn như vậy. Cho nên Tổng thống lo. Mình nói để mình đọc cái 18 điều suy niệm mà mình nói hơi cái mình cũng quên, mới đọc có 2 câu à. Giờ mình đọc lại nha. Số 1, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Số 2, thông minh nhất của ta là tự chủ. Số 3, công bình nhất của ta là thời gian. Số 4, bạn thân nhất của ta là sức khỏe. Số 5, an ủi nhất của ta là bố thí. Số 6, sức mạnh nhất của ta là khoan dung. Số 7, thông thái nhất của ta là tình thương. Số 8, hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. Các bạn phải hy vọng mình sẽ thay đổi, và mình muốn thay đổi thì mình phải tự thay đổi. Các bạn muốn không còn cộng sản thì các bạn phải trưng cầu dân ý. Các bạn phải ký tên là mặt nô hồ. Chứ nếu các bạn không làm thì tổng thống về các bạn cũng chưa phải là người dân của Đại Tam Cộng Hòa. Các bạn phải đợi 5 năm sau các bạn mới thi được cái quốc tịch của Đại Tam Cộng Hòa. Rồi trong cái thời gian 5 năm đó mình không phải là người công dân của Đại Tam Cộng Hòa, mình không có được hưởng cái gì hết trơn. Các bạn biết tổng thống chuẩn bị khi mà tổng thống về là 3 năm không có đóng thuế, là người dân đủ sức để mà chịu đựng bù qua những cái lúc mà với cộng sản, những cái lúc khổ nè. Tổng thống về là 3 năm không có đóng thuế người dân, và còn lo cho đủ thứ cho người dân hết, trang bị đủ thứ cho người dân hết. Nước sạch đó là cho chứ không phải là bán. Nước để mà uống là cho. Y tế cũng cho, không có tốn tiền. Trường học cũng không có tốn tiền. Chứ không phải như bây giờ cái gì cũng tốn tiền. Lương thì không có bao nhiêu hết đó mà bây giờ lại còn không có làm được nữa nè. Trong cái dịch này là chúng ta không có làm ăn gì được hết nè. Thì các bạn nên mà ở trong nhà đó thôi thôi, mình ngủ nhiều một chút đi thì mình ăn ít. Mình không có làm thì mình ăn ít thôi mà để dành. Đến khi tổng thống về là các bạn sẽ được bù đắp toàn bộ. Nhà thờ, nhà chùa gì cũng được xây dựng lại hết. Trường học đồ xây dựng lại hết. Rồi người không có nhà thì sẽ cho nhà. Người đi làm ở nhà quê mà đi làm nó lên tỉnh làm hay lên cái thành phố khác làm đó, là chúng ta có những cái chung cư để cho những người đi làm đó, người ta về đó người ta ở, không có tốn tiền mướn nhà. Chứ không phải như bây giờ mà đi lên Sài Gòn rồi 5-6 người một chút xíu rồi ở rồi nó dơ giấy, nó không có sức khỏe.
Sau này các bạn sẽ thấy là mỗi người một nhà đó, một người đó, thì chúng ta sẽ có một cái căn hộ riêng của mình. Đúng một người, hai người thì là đủ hai người, ba người đủ ba người vậy đó. Và nó có cái bằng xây mơ xây là xây những cái nhà mới sau này đó, là nó theo cái tiêu chuẩn quốc tế luôn, chứ không phải là xây tạm cái nhà trong ở, không phải vậy, là để xài cả đời luôn, đời này qua đời khác luôn, chứ không có phải mà làm tạm bợ rồi mốt đập ra rồi làm lại, không có, cũng không có thời gian, thì chúng ta còn nhiều điều phải làm lắm đó. Bây giờ mình đọc tới là số 9 là thành công nhất của ta là sự lễ độ. Số 10 là kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Cái câu này là các bạn phải thấy rõ ràng luôn nè, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Tàu cộng đó, nó tham quá là bây giờ nó chết đó, các bạn thấy không? Nếu nó đừng có tham như vậy nó đâu có chết. Nó bình thường như những người khác đó, thì bây giờ nó cũng được thế giới người ta ủng hộ, rồi nó làm ăn đàng hoàng tử tế chân chính. Nó đừng có hại người ta, nó đừng có bỏ quá chất vô, thì bây giờ cái phải nói cái thương trường ở thế giới này là tàu cộng nó nắm hết, mà bây giờ nó tự nó giết nó. Thì các bạn phải biết là khi tổng thống về đó thì cái nền kinh tế trên thế giới này thì chắc nước Việt Nam mình chứ không ai hết trơn. Cho nên các bạn phải thấy được cái tương lai của đất nước mình, nó có nhiều chuyện làm lắm, có nhiều chuyện làm ra tiền lắm, mà chúng ta nên nhanh chóng trưng cầu dân ý. Mình người mà người ta đi vượt biên hả, mấy năm sau người ta mới làm đi làm, chứ không phải ta làm được liền đâu. Còn bây giờ các bạn trưng cầu dân ý đó, là tổng thống về là các bạn có liền một cái đời sống tư bản liền luôn, tiền lương là tiền lương nước ngoài liền, rồi xong rồi còn được chia những cái tiền tài nguyên của đất nước nữa. Chúng ta không có nằm mơ, mà thật sự là nó đã có sẵn trên đất nước mình mà mình không có được hưởng từ bao nhiêu năm nay, mà Tàu Cộng và Cộng sản họ chia chác nhau với lại các nước Cộng sản khác nữa. Nó sâu xé Biển Đông của mình đó, các bạn thấy không? Nó chia các đảo của mình, nó chia các mỏ dầu của mình đó, đặng nó hưởng đó. Cho nên nếu mà các bạn trưng cầu dân ý mà nó chậm chừng nào đó thì tài nguyên của chúng ta bị mất nhiều chừng nấy, và cái người dân càng chịu nhiều của quá chất chừng nấy để mà mau chết. Chưa tính cái căn bệnh này nữa. Căn bệnh này là chỉ có tổng thống về là chúng ta mới nhanh chóng được ổn định nhất mà thôi. Còn không là không có ai lo cho mình được hết á. Tại vì cái toa thuốc của tổng thống là hiệu nghiệm lắm. Các bạn thấy tổng thống đâu có nói nhiều vấn đề mà cái con dịch virus này đâu. Tổng thống chỉ nói là mình nên dùng những cái loại cái thuốc như vậy đó, gọi là tứ đoạn giao đó, là bốn cái chất mà gừng với lại tỏi với lại nghệ với lại sả đó, mình xay nhuyễn hay là mình mua cái thứ mà người ta làm sẵn cũng có đó, cũng có nữa. Rồi mình về là mình cứ mỗi một thứ một muỗng, bốn cái bằng nhau, rồi mình cho một phân nửa của muỗng muối vô, ví dụ như một muỗng gừng, một muỗng này muỗng kia đó, thì mình cho nửa muỗng muối thôi, rồi mình quậy thêm nước nóng đặng cho nó hơi ấm ấm, cái mà nó có nghệ đó, mà nếu mà nước lạnh đó là nó không có tan nha, các bạn nhớ cái chuyện đó đó. Cái mà nghệ đó mà phải nước ấm nó mới tan, chứ mà nếu mà uống nước lạnh là nó không có tan đâu đó. Và chúng ta không bệnh thì chúng ta cứ uống mỗi buổi sáng như vậy để mà mình ngừa bệnh. Còn người nào mà lỡ bệnh nó thấy hơi khó chịu bệnh nó thì cứ uống ngày 2 lần. Các bạn hãy tin tưởng cái toa thuốc của tổng thống để mà chúng ta cầm cự đến cái ngày tổng thống về, thì chắc chắn tổng thống sẽ có nhiều cái biện pháp hơn nữa để cho chúng ta thoát được cái đại nạn này. Phải nói là cái đại nạn này cả thế giới phải chịu luôn, mà chính Tàu nó cố tình. Bây giờ nó đâu cần, các bạn thấy nó ghê không, nó đâu cần mà súng đạn gì đặng mà nó đánh các nước đâu, nó chỉ cần giết người bằng cái cách này thôi. Rồi sau khi mà nước nào cũng bị kiệt quệ, cũng bị thì đóng cửa không làm ăn gì hết, giống như bây giờ mình trong nhà mình không làm ăn gì hết thì có nhiêu tiền lấy ra xài hết, thì lúc đó chúng ta mới kiệt quệ. Chúng ta vừa kiệt quệ vấn đề kinh tế, vừa kiệt quệ vấn đề tiền bạc, sức khỏe đủ thứ hết, thì cái dân Tàu nó vẫn còn đông hơn cái dân của mình.
Nó tính là như vậy, nhưng mà không phải, mà nó dễ là vàng làm như vậy, nhưng mà nó tính là nó giết dần giết mòn cả thế giới như vậy đó. Rồi sau khi mà những người mà các nước người ta còn tồn tại đó, thì nó vẫn là cái nước mà nó còn tồn tại nhiều hơn hết thảy trên thế giới. Nó tính là nó tính như vậy, nhưng mà cái thành phần cộng sản đó là cái thành phần gọi là tà giáo, thì không bao giờ mà họ được tới cái đoạn kết hết trơn. Các bạn cứ yên tâm như vậy đi, cái đoạn kết là bao giờ cũng dành cho những người anh hùng, những người chân chính hết. Còn cái bọn tà giáo là không bao giờ mà nó được cái đoạn kết hết đó. Các bạn thấy không có bao giờ mà mấy cái thằng này ăn cướp ăn trộm mà nó tiêu diệt cảnh sát được, không bao giờ. Bây giờ cảnh mấy thằng ăn cướp ăn trộm này nó có tài tình cách mấy, nó trốn cách mấy, thì cảnh sát cuối cùng người ta cũng truy tầm ra được và người ta cũng bắt được hết đó. Chứ còn những cái thằng mà ăn trộm ăn cướp vô côn vô đảng là nó không bao giờ mà nó bắt được cảnh sát, mà nó giết hết cảnh sát được hết trơn đó. Các bạn phải thấy cái chuyện đó, cho nên chúng ta phải là những người chân chính là như vậy. Tại vì những người chân chính người ta mới có cái sự ủng hộ của những người khác. Ví dụ như bây giờ trên thế giới mà những cái nước mà tự do người ta yểm trợ với nhau, người ta giúp đỡ lẫn nhau. Còn mấy nước cộng sản nó đâu có giúp nhau, nó chỉ cho vay thôi chứ nó không có giúp nhau. Và nó không có cái sự mà phát triển giàu mạnh bằng cái nước tư bản được. Tại vì nó không có tự do, nó chỉ có cái luật rừng của nó mà thôi. Còn khi trong khi các nước tư bản á, người ta có cả một cái rừng luật để mà bảo vệ từng cái trường hợp của mỗi một con người. Thì bây giờ các bạn thấy rồi đó, ở bên nước Tàu và bên nước Việt Nam này là cộng sản mà bị cái cơn bệnh này đó, người dân có được mà miễn tiền điện, miễn tiền nhà, hay là được trợ cấp ăn uống gì như cái nước tư bản hay không? Các bạn thấy không, cái cơ hội này là cái cơ hội mà chúng ta dễ nhìn nhất để mà chọn lựa là phải đến với tư bản. Còn đến với cộng sản là chiến chết. Người ta chưa có chết mà nó bỏ người ta thiêu vô thiêu rồi. Người ta chưa chết mà nó bỏ người ta vô thiêu rồi, chứ không phải như bên đây mà người ta cứu người dân của người ta tới cứ bằng hết 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 sức luôn. Có một người bệnh mà máy bay nó cũng tới, nó cũng chở đi, nó cấp cứu cho nó nhanh. Rồi có một người bệnh mà cả một cái xe cứu thương xuống, các bạn biết không, cả 7 8 người, cả chục người luôn. Người ta tôn trọng cái con người như vậy chứ đâu phải như bên cộng sản. Rồi bây giờ trong cái cơn dịch này đó, các nước người ta giúp cho người dân, người ta lo cho người dân người ta. Còn trong cộng sản các bạn thấy các bạn có được đồng bạc nào không, thấy không, mà nó còn lợi dụng. Tại vì cái nước Việt Nam mình nó khổ một cái là nó nằm ở trong cái chương trình mà tiêu diệt chủng tộc người Việt bằng chính tay người Việt. Chứ nó không phải như các nước tư bản mà bệnh rồi thì mình không bệnh thì là mình còn sống, rồi mình bệnh mình không làm thì mình vẫn được không đóng tiền điện, không đóng tiền nhà, rồi mình cũng được tiền trợ cấp thêm nên mà sống. Phải vậy, trong cộng sản nó không có cái gì nó lo cho người dân hết trơn, nó chỉ có bóp cổ người dân thôi mà nó còn muốn giết nữa. Cái đất nước Việt Nam này nè là nó còn muốn giết hết người Việt Nam mình nữa, các bạn phải biết cái chuyện đó. Nó muốn giết hết người Việt Nam mình, đang lấy cái đất nước của mình, các bạn có biết không. Nó diệt chủng tộc Việt Nam á, là nó phải giết hết tất cả những người Việt Nam trên cái thế giới này luôn, chứ không phải là chỉ có những người Việt Nam trong cái nước này không. Các bạn phải hiểu như vậy. Mà chúng ta may mắn là còn những người của nền nhiệt Cộng Hòa, người ta nhanh chân người ta đi, thì bây giờ ta mới xây dựng được một cái chính phủ để về để mà cứu những người mà còn ở lại. Các bạn phải biết cái công sức của người ta bao nhiêu năm nay ở nước ngoài không có lo hưởng thụ gì hết mà chỉ lo cho đất nước mà thôi. Mình giống như cái người mình ở lại đó, mình khổ quá trời lớn luôn. Thì giống như là giống như cái chuyện mà con cá với con rùa đó, đó. Đúng rồi,
Mình giống như mấy con cá nằm dưới nước đó, mình không biết cái chuyện ở trên đất liền hết trơn. Nhưng mà con rùa nó đi lên đất liền nó mới thấy được những chuyện trên trên đất liền. Để nó về nó kể cho mấy con cá nghe. Nhưng mà mấy bà cá này chỉ có nghe không biết đâu có thấy. Đó. Thì cũng không có tin bằng cái ông rùa mà ông đã đi lên đất liền ông thấy, thấy không? Đó. Thì cái tình trạng của người dân Việt Nam của chúng ta trong nước là như vậy, không có thấy cái đời sống của các nước tư bản. Không có thấy cái sự thay đổi của các nước chung quanh. Người ta văn minh như thế nào, người ta được như thế nào và mình bị thiệt hại như thế nào, không có thấy cái chuyện đó. Là cũng không có thấy được là mình có một chính phủ, người ta tranh đấu cho mình từ bao nhiêu năm nay, ta tìm đủ mọi cách để người ta đưa cái sức mạnh đến cho mình, là cái cách trưng cầu dân ý này, mà mình cũng không hiểu luôn nữa. Mình không hiểu là phải đoàn kết mới gây sức mạnh, mình không hiểu là phải toàn dân hiệp lực thì mới khải hoàn khao. Người nào cũng nói chứ ôi mình không làm cái bà kia mới làm được rồi, và cái người này cũng nói mình không làm bà kia làm được rồi, cứ thầy đổ bóng, bóng đổ thầy, cuối cùng không ai làm hết. Nhưng mà may mắn là đất nước chúng ta cũng có đủ lượng phiếu mà Liên Hiệp Quốc đó người ta yêu cầu rồi đó, mình may mắn cái chỗ đó. Nhưng mà mình đóng góp cho tổng thống đỡ cực là mình mỗi người nên trưng cầu dân ý mà thôi, tổng thống nói rồi, mỗi người dân chỉ có trưng cầu dân ý, còn những chuyện khác là chính phủ lo. Thì mỗi người dân chúng ta nên trưng cầu dân ý mà thôi. Chúng ta không có thể nào mà chấp nhận cộng sản được, vì cộng sản là sẽ bị tiêu hủy trên thế giới này. Thì những người cộng sản của chúng ta phải thấy được là mình may mắn là mình là người dân Việt Nam, mình không có bị tiêu hủy, mình chỉ cần bỏ cộng là còn Việt, và người Việt không có giết người Việt, người Việt Nam Cộng Hòa không có giết người Việt Nam. Chỉ có những người cộng sản bị Tàu Cộng nó nhồi sọ mới giết những người của đề nghị Cộng Hòa mà thôi, mới đi xâm lăng miền Nam mà thôi. Còn người miền Nam là chỉ có tự vệ chứ không có đánh ai hết. Các bạn phải hiểu được cái con người miền Nam của chúng tôi là không có phải như vậy, vì không có bị nhồi sọ. Hồi đó là không có bị nhồi sọ, mới có biết là cộng sản họ, mà lúc đó họ không có dùng chữ cộng sản đâu, họ chỉ dùng là trung lập hóa miền Nam. Họ chỉ hay nói là cái cảnh mình mà miền Nam với miền Bắc đánh nhau là nồi da sáu thịt, họ nói như vậy cho người miền Nam người ta xúc động, người ta không muốn chiến tranh, người ta theo mặt trận giải phóng miền Nam. Tại vì mặt trận giải phóng miền Nam họ nói là sẽ trung lập hóa miền Nam, cho nên họ mới lường gạt người miền Nam, chứ họ không nói là sẽ là cộng sản. Các bạn biết không đó, chứ không phải người miền Nam chúng ta bị gạt mà dễ dàng. Tại vì họ cũng quỳ, họ cũng ma quái ghê lắm đó. Thôi để mình cố mình đọc hết, còn mấy câu nữa nè. Số 10, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Số 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm. Số 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Số 13, đau khổ nhất của ta là tự ti. Số 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Số 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Số 16, tật nguyền nhất của ta là ganh tị. Số 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Số 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Mình cảm nhận được là hình như là từ câu số 1 đến câu số 9 á, là chính cái điều này là tốt, mình nên làm. Và từ câu số 10 đến câu số 18 á, thì chúng ta không nên làm. Rất mong các bạn chịu khó mở video của mình ra, các bạn nghe thôi. Rồi nếu mà các bạn nào mà hình như là mình cũng có hay chia sẻ trên cái trang của mình lắm, Thập Bát Thức rồi bảy bài người Việt chân chính này, nó có thứ thỉnh thoảng mình cũng hay chia sẻ lên lắm. Thì các bạn cố gắng mà lưu lại trên cái Facebook của mình đó, mình mỗi lần coi mình dở ra mình bấm ra mình coi, hoặc là bấm cái video của Ngọc Nguyễn đó thì mình coi, mình nghe nó đỡ hơn là phải mất công đó. Rất mong các bạn chia sẻ với nhau, trưng cầu dân ý là cái điều kiện duy nhất và nhanh nhất để cho chúng ta không còn cộng sản. Các bạn phải biết như vậy, nó giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy đó, ông nhổ một cái cộng lông, ông búng ra cái nó thành ra cả triệu 2 triệu cộng lông, hay là cả 90 triệu cộng lông, thấy không?
Thì cách trưng cầu dân ý này cũng giống y như vậy đó. Nếu mà toàn dân mình mà làm một lượt một cái thì là chỉ có 5 phút là mình thành công liền, là có thể quảng cáo liền. Cái là Đúng chúng rồi. ta cái là chúng ta không có tập trung để mà làm chung, thành ra nó mới bị chậm trễ. Và các bạn phải thấy là từ cái sự chậm trễ của mình nó sẽ có rất nhiều điều nguy hiểm. Từ lúc mà mình không có thành dứt điểm cái vấn đề trưng cầu dân ý, cái cửa biên giới nó mới mở, tạm nó mới qua, bệnh hoạn nó mới tới. Thì bây giờ nó có cơ hội dùng cái con virus này để mà nó cô lập mình 2 tuần, rồi nó có thể nó nói là mình bệnh hay là mình không bệnh, hay mình hết hết đâu, mình đâu có biết, mình đâu có ra ngoài được đâu biết, rồi mình dễ dàng đi tới cái chết. Đó là một điều rất là nguy hiểm, các bạn phải nhớ cái chuyện đó. Mình đang nằm ở trong cái vấn đề mà mình không có cựa quậy đâu được hết, chỉ có một cách trưng cầu dân ý này đó mà đồng hành đó là lẹ nhất mà thôi. Tại vì các bạn trưng cầu dân ý là nó vô ngay cái hệ thống của trưng cầu dân ý của chính phủ liền, là người ta biết liền. Rồi nếu mà ai cũng làm hết thì tổng thống đi về liền thôi. Chỉ có người Việt mới cứu người Việt, chứ chúng ta đợi tới pháp luật, tới công pháp quốc tế nó còn lâu hơn là mình làm nữa. Tại sao chúng ta không chịu làm các bạn hả? Tại sao chúng ta không chịu làm để chúng ta thoát cái nợ mà cộng sản này, để mà chúng ta được bình yên trên chính quê hương của mình khỏi nợ nần ai nữa hết. Ngay ngay những người anh em cộng sản cũng vậy, tại sao lại thích cộng sản, thấy không? Bây giờ mình cũng hết giờ rồi nè, ông này ông tới rồi. Đó. Thì bây giờ mình rất mong các bạn thấy được chỉ có trưng cầu dân ý là cái điều kiện duy nhất, nhanh nhất thì chúng ta mới thoát được cái con bệnh này với lại cái mà cộng sản mà thôi. Nếu các bạn chậm trễ nó sẽ xảy ra vấn đề khác nữa, nó ra tới chiến tranh. Bây giờ Tàu Cộng và Bắc Triều Tiên nó đang đánh nhau. Nếu mà nó cứ kéo qua kéo lại rồi nó đưa ra những cái vấn đề mà hạt nhân này nọ các thứ, là nó mình ở bên Việt Nam kế bên là mình lãnh đủ hết. Các bạn thấy không? Các bạn đừng để là 10 phần cái 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Tổng thống đã cố gắng tìm được một cách để hạn chế, để mà không có cái vấn đề đó. Thì chúng ta chỉ cần trưng cầu dân ý là chúng ta giải được cái nạn của đất nước mình. Tại sao mình phải tin với không tin, tại sao mình không cầu may? Mình cầu may mà một cách là không có tốn kém gì hết, tại sao mình không cầu may? Mà mình làm cũng không, cộng sản không biết, Tàu Cộng cũng không biết, mà tại sao mình không chịu làm? Để mình phải có những cái hậu quả ghê gớm nó phải đến. Các bạn thấy không? Các bạn làm ơn nói với nhau trưng cầu dân ý đi. Chỉ cần người dân trưng cầu dân ý là chúng ta sẽ có khải hoàn cao, thì chúng ta sẽ không còn cộng sản. Chỉ có người dân mới giải quyết được những cái vấn nạn của đất nước mà thôi, không có ai làm giùm cho chúng ta được hết, chỉ có mình cứu mình mà thôi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình chào tuổi trẻ Việt Nam, mình chào các bố mẹ các anh bác tí, và chúng ta cầu nguyện cho đất nước chúng ta, mọi người dân tại sao không tỉnh thức khi mà Tàu Cộng nó đã bị thế giới người ta lên án tới như vậy rồi, mà mình là người cộng sản bé tí này mà mình không tỉnh thức, tại sao kỳ vậy? Tại sao chúng ta đất cái dân tộc chúng ta nó phải khổ tới như vậy? Mình có người cứu rồi mà mình không chịu đưa tay cho người ta kéo mình lên. Mình đói người ta làm một cái bánh tự do ta đưa tới cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu ăn. Tại sao kỳ vậy? Đâu có phải là bắt người trong nước phải cực khổ gì đâu mà các bạn không chịu làm. Các bạn tin tưởng gì ở một cái xã hội cộng sản như vậy? Bây giờ Ngọc Nguyễn chào các bạn và chúng ta hẹn nhau ngày mai.